đang theo dõi chương trình, và kính thưa các quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang theo dõi chương trình, thì hôm nay tôi là bác tiến sĩ Nguyễn Văn Lợi, phó trưởng khoa ngoại bệnh viện ca sinh, xin trình bày một cái ca trường hợp mổ đặc biệt cắt nối ghép phế quản thủy dưới lên phế quản gốc cho một cái ung thư ở vị trí ở phế quản gốc bên trái. Thế nào là làm một cái phẫu thuật cắt nối ghép, gọi là phẫu thuật cắt ống tay áo, nó gọi là phẫu thuật sleeve của tiếng Anh, và phẫu thuật này thì là một cái loại phẫu thuật mà cắt cái đoạn phế quản gốc có tái tạo cái phế quản, hay còn gọi là phẫu thuật sleeve, lobectomy sleeve resection, là một phương pháp phẫu thuật phức tạp trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực, và đây là một kỹ thuật tiên tiến nhằm loại bỏ khối u phổi mà không cần cắt bỏ toàn bộ phổi. Như ta đã biết thì bình thường những khối u ở phế quản gốc bên trái là thường nếu phẫu thuật triệt để thì người ta có thể phải cắt toàn bộ cả một cái phế quản gốc và cùng với toàn bộ phổi trái, như vậy là một cái phẫu thuật rất nặng nề. Và cái phế quản như chúng tôi cắt như vậy thì nặng nề, và chúng tôi sẽ tiến hành là cắt cái phần tế bào ung thư ở phế quản gốc và cái phế quản khi ung thư lan xuống cái phế quản thùy dưới, và chúng tôi sẽ lấy cái phế quản thùy trên lành tính ghép vào phế quản gốc để loại bỏ cái khối u và loại bỏ cái thùy phổi có cái khối ung thư. Phẫu thuật thường được chỉ định trong các trường hợp ung thư phổi ở thể trung tâm khi khối u đã xâm lấn tới cựa phế quản, tức là cái xâm lấn vào cái vùng chỗ chia của cái phế quản thùy trên và thùy dưới. Phẫu thuật sleeve giúp bảo tồn tối đa chức năng hô hấp và tăng tỷ lệ sống sót và giảm nguy cơ biến chứng hô hấp. Như ta đã biết thì cái tác giả mổ được công bố đầu tiên năm 1997 là tác giả Price Thomas, là người đầu tiên thực hiện cái ca sleeve, là người xứ Wales. Cái này có đưa trình bày. Biết trình bày chạy slide, cho chạy slide. À, bút chỉ ở đấy rồi. Đây là cái giải phẫu bệnh của cái cây phế quản. Thì như ta biết là cái từ thanh quản xuống đến chỗ ngã ba, gọi là ngã ba khí quản, gọi carina thì là khí quản, và từ ngã ba carina chia là phế quản chính bên phải và phế quản chính bên trái. Thì thường như ta đã biết là khi phẫu thuật sleeve thường áp dụng cho ở những cái tổn thương ở trung tâm như là đoạn chỗ ăn vào phế quản gốc và có thể ăn lên thùy trên hoặc ăn xuống thùy dưới. Khi mà cái tổn thương ung thư nó xâm lấn vào phế quản thùy trên hoặc xuống phế quản dưới và lan lên phế quản gốc, thì chúng ta sẽ tiến hành cắt ghép cắt cái đoạn có tế bào ung thư ở phế quản gốc cùng với lại cái tổn thương ở thùy dưới hoặc thùy trên. Thế còn cái thùy lành tính thì chúng ta sẽ khâu nối ghép vào. Tôi xin báo cáo một cái trường hợp bệnh nhân là họ và tên bệnh nhân Nguyễn Thị Thắm, nữ giới, 36 tuổi. Bệnh sử bệnh nhân này có tiền sử chẩn đoán một ca phế quản thùy trên phổi trái năm 2020, tháng 1 năm 2020, và có tổn thương tại phế quản gốc trái. Giải bệnh là carcinom dạng tuyến nang, và đã điều trị tại bệnh viện phổi trung ương đốt sóng cao tần qua nội soi phế quản và có tia xạ 60 gray, và đã được ra viện. Và đến tháng 8 theo dõi định kỳ tháng 8 năm 2022 thì bệnh nhân tự sờ thấy khối u phổi vú trái và đã được chẩn đoán một ca vú trái T1N010, đã được phẫu thuật cắt tuyến vú bên trái và đã được điều trị hóa chất đủ phác đồ. Và theo dõi định kỳ đến tháng 9 năm 2022 thì bệnh nhân có được nội soi phế quản, phát hiện cái tổn thương có tổn thương tái phát. Trên hình ảnh nội soi thì đấy có tổn thương sùi lồi vào trong lòng phế quản gốc bên trái. Về lâm sàng thì thể trạng bệnh nhân tốt, hậu phẫu sau mổ ung thư vú thì ổn định. Về cận lâm sàng nội soi thì hình ảnh tổn thương sùi lồi vào lòng phế quản gốc bên trái và gây hẹp lòng phế quản gốc bên trái. Trên hình ảnh CT thì có cái tổn thương phế quản gốc trái lan xuống phế quản thùy dưới. Các bi lăng khác thì không phát hiện tổn thương nghi ngờ thứ phát và đã được chụp PET CT. Và bệnh nhân được chẩn đoán là một ca phế quản trái tái phát sau đốt sóng cao tần trên ca vú trái, đã được phẫu thuật và điều trị hóa chất ổn định. Và bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật vào tháng 12 năm 2022. Đánh giá hình ảnh, một số hình ảnh sau mổ, đường mổ thì rạch ra theo cái đường bên trái khoang liên sườn 4 năm, vết mổ dài khoảng 7 cm. Đây là một số hình ảnh trong mổ bộc lộ phế quản gốc bên trái và cắt cái u thùy dưới phổi trái, cắt thùy dưới phổi trái. Đây là xử lý tiến hành như trên hình vẽ, phế quản gốc bên trái cùng với khối u và thùy dưới phổi trái được cắt rời ra, và sau đó là khâu nối ghép cái phế quản thùy trên lành tính vào cái phế quản gốc bên trái. Đây là một số hình ảnh trong mổ. Và khi bệnh phẩm mổ được lấy ra khỏi thì là một cái thùy phế quản gốc và một phần và toàn bộ thùy dưới phổi trái.
Sau mổ hậu phẫu ngày thứ 6 thì toàn trạng bệnh nhân ổn định và dẫn lưu ra 100 ml dịch hồng và phổi trái nở tốt và đã được rút dẫn lưu và chụp cái phim X quang phổi thường thì phổi thông khí tốt và hiện tại vẫn khám theo dõi định kỳ và vẫn gọi điện hỏi thăm bệnh nhân thì hiện tại toàn trạng bệnh nhân ổn định, vẫn khám định kỳ thường xuyên 3 tháng một lần. Tôi xin trân trọng cảm ơn các bác sĩ đang theo dõi chương trình cùng với các quý bệnh nhân và quý đồng nghiệp và các người nhà bệnh nhân. Vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ với lại rất nhiều các cái thông tin hữu ích và quý giá của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lợi. Và ngay trong lúc bác sĩ trình bày thì chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi từ các đồng nghiệp theo dõi chương trình. Xin gửi đến bác sĩ Lợi ạ. Câu hỏi đầu tiên của một đồng nghiệp xin gửi đến bác sĩ Lợi là trong quá trình phẫu thuật thì bác sĩ sẽ thực hiện việc cắt bỏ và tạo hình phế quản như thế nào để đảm bảo cái chức năng hô hấp của bệnh nhân trong cái quá trình phẫu thuật nó được duy trì tốt ạ? Xin cảm ơn bác sĩ có câu hỏi đặt câu hỏi với tôi và tôi xin bên bộ phận kỹ thuật cho quay lại slide. Rồi. Quý bác sĩ có hỏi là chia sẻ cho biết về cái phẫu thuật cắt phế quản gốc trái và cắt thùy dưới phổi bên trái có được không? Thì như chúng ta đã biết, một cái tổn thương ung thư phổi ở phế quản gốc bên trái và đây là có tổn thương cả thùy dưới phổi trái lan cũng cả thùy dưới phổi trái, thì chúng ta như trên bệnh nhân chúng tôi vừa trình bày thì là có cắt phế quản gốc bên trái, một phần phế quản gốc bên trái bao gồm cả u và cắt cả phế quản thùy dưới bên trái như hình vẽ mô hình trên hình ảnh. Thì khi mà chúng ta phẫu tích cắt được phế quản gốc bên trái và cái phế quản thùy dưới trái này thì chúng ta cũng phẫu tích giống như một cắt một cái phế quản thùy trên hoặc thùy dưới, nhưng chúng ta sẽ phải mổ phẫu thuật tích rộng hơn ở vùng rốn phổi, vùng gốc, thậm chí phải mở màng tim để chúng ta bộc lộ được các cái động mạch phổi, tĩnh mạch phổi từ trong tim ra, sau đó là tìm các cái nhánh động mạch tĩnh mạch của thùy dưới thắt buộc và khống chế, sau đó bộc lộ rộng cái vùng rốn phổi và bộc lộ được phế quản gốc ra và chúng ta sẽ mở cắt cái phế quản gốc và tìm xem cái tổn thương ung thư cách cái rìa khối u để đảm bảo diện cắt an toàn là 1 cm cách từ rìa khối u và cắt toàn bộ cái phế quản gốc và cắt rời cái phế quản thùy trên ra. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là ghép nối phế quản thùy trên là cái tổn thương phế quản lành của thùy trên với phế quản gốc và đảm bảo như vậy là như là một phẫu thuật cắt thùy nhưng mà mình phải cắt nối ghép giống như là nối tay áo, gọi là phẫu thuật sleeve, tức là cắt ống tay áo nối để ống tay áo dài xong người ta cắt ngắn lại thì người ta phải cắt một đoạn đi và nối lên. Vâng. Xin cảm ơn câu trả lời rất là chi tiết của bác sĩ Lợi. Một bạn đồng nghiệp khác có gửi cho bác sĩ Lợi một câu hỏi. Trong quá trình phẫu thuật thì cái việc đảm bảo chức năng hô hấp của bệnh nhân như thế nào để duy trì được tốt nhất ạ? Cảm ơn quý bác sĩ đồng nghiệp có hỏi câu hỏi là đảm bảo chức năng hô hấp thì cái này trước khi mổ các bác sĩ đã phải đánh giá rất kỹ về chức năng hô hấp, là đo chức năng hô hấp, đảm bảo chức năng hô hấp tốt. Và trong quá trình mổ thì về mặt kỹ thuật mổ thì bao giờ cũng thế, bác sĩ gây mê phải đánh xẹp cái phổi bên trái, cái bên cần phẫu thuật, và trong lúc phẫu thuật thì toàn bộ cái cuộc mổ chức năng hấp để phục vụ cho bệnh nhân, đảm bảo oxy cho bệnh nhân thì phụ thuộc vào toàn bộ cái phổi bên phải và phổi bên trái đánh xẹp. Thế thì chức năng hấp phải trước khi mổ chúng tôi phải đánh giá, phải đảm bảo tốt thì mới tiến hành phẫu thuật được. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Lợi ạ. Một đồng nghiệp từ Thanh Hóa có gửi một câu hỏi tiếp theo cho bác sĩ Lợi. Sau khi bệnh nhân thực hiện phẫu thuật thì bệnh nhân cần phải tuân thủ những hướng dẫn gì để có thể phục hồi tốt và giảm các cái nguy cơ biến chứng ạ? Xin mời bác sĩ Lợi ạ. Dạ. Quý bác sĩ có hỏi một câu hỏi là sau khi thực hiện phẫu thuật thì bệnh nhân cần tuân thủ những hướng dẫn gì để phục hồi tốt và giảm nguy cơ biến chứng đúng không ạ? Thì thực ra thì khi mà phẫu thuật thì đương nhiên là phẫu thuật cho bệnh nhân, đặc biệt những phẫu thuật về phổi nặng như này thì nó sẽ có rất nhiều các nguy cơ biến chứng. Thì trong phẫu thuật thì chúng tôi phải đảm bảo tất cả về mặt kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong cuộc mổ. Khi thực hiện cuộc mổ thì mổ xong phải đảm bảo an toàn, và thứ nhất là đặc biệt là mổ khâu nối ghép như này thì đảm bảo được cái vết mổ nó không bị căng, chỗ ghép nối không bị căng. Thì để mà đảm bảo được cái chỗ ghép nối không bị căng như vậy thì buộc lòng phải phẫu tích rộng cái vùng rốn phổi ra, để khi mà các cái cắt cái phế quản như cái bệnh nhân vừa rồi chúng tôi trình bày là cắt cái phế quản thùy dưới cùng với phế quản gốc
thì còn phế quản thùy trên và các động mạch tĩnh mạch của phế quản thùy trên thì chúng tôi phải phẫu thuật rộng ra, khi không thì khi ghép nối vào thì nó sẽ gây căng. Phẫu thuật rộng ra thậm chí phải mở màng tim để cho các cái mạch máu nó không bị căng. Khi mà phẫu thuật rộng rãi ra thì nó làm cho cái mạch máu nó dài hơn, động mạch tĩnh mạch phổi của thùy trên còn lại dài hơn, và khi ghép nối vào nó không căng. Và kèm theo nữa là sau mổ thì đảm bảo phải, khi mà mổ lên trên khoa là đòi hỏi bác sĩ phối hợp cùng người nhà phải chăm sóc bệnh nhân, như là vỗ rung cho bệnh nhân ngồi, cho bệnh nhân tập thở, rồi cho bệnh nhân ngồi dậy sớm để cho cái chức năng thông khí nó đảm bảo. Nếu mà mình cho bệnh nhân nằm lâu hoặc là nằm ít ngồi dậy thì dễ gây viêm phổi, mà khi dễ gây viêm phổi thì nó sẽ gây ra các biến chứng khác, như là gì, cái mỏm của mình nó đã bị căng hoặc nó nguy cơ giò thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bị giò mỏm, và đáng sợ là khi giò mỏm là cuộc mổ sẽ bị thất bại. Và một số cái biến chứng khác như là lo lắng về chảy máu, thì chúng tôi trong lúc mổ chúng tôi phải đảm bảo tất cả các cái phẫu tích đảm bảo tỉ mỉ cẩn thận, để khi phẫu thuật cho bệnh nhân không để gây ra chảy máu, mà đặc biệt là mổ nặng như này mà chảy máu mất máu thì sau nguy cơ hậu phẫu rất nặng nề. Vâng ạ, xin hết. Vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời rất là hữu ích của bác sĩ Lợi ạ. Và một đồng nghiệp khác tại Hà Nội có gửi một câu hỏi tiếp theo cho bác sĩ Lợi. Bác sĩ có thể cho biết những rủi ro nào có thể gặp phải trong và sau phẫu thuật, và làm cách nào để giảm thiểu những cái rủi ro này đối với lại các cái bệnh nhân mà thực hiện cái kỹ thuật như trong bài trình bày của bác sĩ Lợi vừa trình bày ạ? Cảm ơn quý đồng nghiệp có hỏi câu hỏi như vậy. Thực ra câu hỏi này thì trùng với câu hỏi phía trước, lúc trước thôi. Tức là làm thế nào để giảm các rủi ro, thì đương nhiên là các bác sĩ phải đánh giá trong cuộc mổ, trước khi mổ phải đánh giá thật kỹ. Khi mà cắt nối sly, tức là cắt nối ghép phế quản gốc và phế quản thùy còn lại, thì thường là một phẫu thuật lớn, nặng và kỹ thuật phức tạp, nên phải đánh giá là phải đúng chỉ định. Ví dụ như là cái tổn thương nó to quá, hoặc là cái tổn thương nó cảm giác đánh giá trên CT cũng như trên nội soi phế quản mà cảm thấy là đấy là kinh nghiệm của từng phẫu thuật viên, mà chúng tôi thấy là cái cuộc mổ này cái khả năng mà nguy cơ khâu nối nó khó đây là vì mấy cái lý do. Thứ nhất là u to, khi cắt nối nó hết đất để mà khâu nối, hết đất để mà nối lại thì nó sẽ dễ bị tiếp cận và dễ tái phát, thì chúng tôi phải lựa chọn bệnh nhân thật kỹ. Nếu như mà cảm thấy không an toàn trước mổ, chúng tôi phải giải thích thật kỹ với gia đình là không, mình phải chọn phương án khác là tia xạ và hóa chất. Còn nếu chúng tôi đánh giá tốt, đảm bảo tốt cho cái cuộc mổ trước khi đánh giá như vậy, còn tất nhiên vào thực tế trong cuộc mổ thì chúng tôi vẫn phải giải thích với người nhà bệnh nhân là gì, vào trực tiếp trong cuộc mổ mới là cái chính, chứ còn đây chỉ đánh giá dựa trên hình ảnh cũng như dựa trên nội soi. Nhiều khi có những cái trường hợp là đánh giá trước mổ vào phẫu thuật thì đánh giá là một cái tổn thương khoảng 1 cm, nhưng thực tế khi vào trên CT là tổn thương, vì những cái tổn thương này thường nhỏ nằm trong lòng phế quản, nhưng thực tế vào tổn thương lại lớn hơn rất nhiều, thì đấy là một cái khó khăn, nên là chúng tôi cũng phải đánh giá rà soát thật kỹ, thậm chí là chụp những cái phim CT cắt lớp nhiều dãy hơn, đánh giá thật kỹ để có một cái cuộc mổ mà đảm bảo là sau khi mổ bệnh nhân an toàn. Và ngoài ra là để mình loại trừ các rủi ro thì cũng như là đó là về mặt kỹ thuật, chúng tôi phải phẫu tích rộng, và cũng như là gì, đó là kinh nghiệm của phẫu thuật viên đòi hỏi phải nhiều cái cuộc phẫu thuật lớn nặng, mà cũng là kinh nghiệm mổ phổi rất là nhiều thì chúng tôi mới làm cái này. Thậm chí những cái này chúng tôi phải mở màng tim ra để cho cái ghép nối của mình để cho nó không bị căng, và nó không bị các cái mạch máu động mạch tĩnh mạch của cái thùy còn lại là nó không bị kéo căng, làm cho cái nguy cơ nó gây giò cái miệng nối. Cảm ơn bác sĩ Lợi ạ. Bác sĩ công tác tại Huế có gửi tiếp một câu hỏi đến cho bác sĩ Lợi. Đối với lại trong bài trình bày của bác sĩ Lợi, cái phương pháp phẫu thuật này thì có lẽ là sẽ áp dụng cho các cái tổn thương mà nó nằm khá là sát rốn phổi. Thế thì đối với lại các cái trường hợp mà như vậy thì nó sẽ có ưu thế gì của việc phẫu thuật cắt đoạn phế quản gốc và tạo hình so với các cái phương pháp điều trị thông thường hiện nay đối của mình, đấy là phương pháp hóa xạ đồng thời. Và khi nào thì cái phương pháp phẫu thuật này sẽ được ưu tiên hơn là hóa xạ trị ạ? Vâng, xin cảm ơn quý đồng nghiệp có hỏi một câu hỏi rất là hay. Xin bên kỹ thuật cho cái hình ảnh của cái giải phẫu của cây phế quản. Đây là một hình ảnh giải phẫu của cái cây phế quản. Thì như chúng ta đã biết là về giải phẫu cây phế quản thì cái phế quản gốc bên trái thì bao giờ cũng dài hơn phế quản gốc bên phải. Thế nên là thường cái phẫu thuật sly này thường hay mổ áp dụng cho cái bên trái nhiều hơn, bên phải cũng có, nhưng
kể cả trên thế giới có những cái báo cáo về phẫu thuật sleeve cũng rất là số lượng hạn chế, thì thường đa số là cái phẫu thuật sleeve áp dụng cho bên trái nhiều hơn, vì cái phế quản gốc bên trái dài hơn, là người ta thấy rằng giải phẫu của phế quản gốc bên trái là thường là 5 cm, nhưng bên phải chỉ có 2 cm, thì cái đất để mà nối của phế quản gốc bên trái nó nhiều hơn so với bên phải. Thế thì thường là chúng tôi sẽ phải lựa chọn các cái, một là cái tổn thương bên trái sẽ thuận lợi hơn, và thứ hai là cái tổn thương ở phế quản gốc nó phải, một là nó gần cựa với phế quản thùy trên, thì chúng tôi có thể cắt phế quản thùy trên cùng phế quản gốc ra thành một block cho ra ngoài, và chúng tôi kéo phế quản thùy dưới lên, thì đấy là cái phẫu thuật thuận lợi nhất. Còn như cái báo cáo của tôi vừa nãy thì là cắt phế quản rời hẳn ra, là cắt phế quản gốc nhưng coi như là cắt phổi rời hẳn ra, và thì cắt cái phế quản thùy trên rời ra, và sau đó là cắt phế quản thùy trên thì cắt phế quản không, còn để lại mạch máu, xong khâu nối cái phế quản đấy vào cái phế quản gốc thì nó sẽ khó hơn là cái phế quản mà cắt phế quản thùy trên cùng phế quản gốc thì nó dễ hơn, và để lại phế quản thùy dưới lôi lên để nối lại thì nó sẽ thuận lợi hơn. Đấy, và thường thì bên phải cũng vậy thôi, nhưng mà bên phải cái đất mà gọi là cái phế quản gốc nó ngắn hơn thì cái đất để mà mổ nó sẽ khó hơn. Thế chính vì vậy đâm ra là chúng tôi phải lựa chọn bệnh nhân rất kỹ, đặc biệt là bên phải. Nếu mà quyết định mà mổ cho bệnh nhân mà cắt sleeve bên phải thì phải giải thích rất kỹ, thậm chí là cái tổn thương ở phế quản gốc nó chiếm một phần nhỏ thôi, và chủ yếu là phế quản đấy là phế quản của thùy trên, khi nội soi là u phải đúng thùy trên và chỗ chia của phế quản gốc, thì chúng tôi vào cái tổn thương nhỏ khoảng 1 cm hoặc dưới 1 cm thì chúng tôi mới làm, vì nó còn đất để nối. Còn nếu như mà mình mà chọn những cái tổn thương to hơn thì khi mình nối rất nhiều nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ tái phát. Đấy, và nếu những cái trường hợp như vậy thì chúng tôi sẽ chuyển sang điều trị hóa xạ trị đồng thời, vì khi mình mổ như vậy cái rủi ro nó cao cho bệnh nhân. Thế còn bên trái cũng vậy, thì thường thì cái tổn thương bên trái có thể nó được mở rộng hơn về kích thước của u, hoặc thậm chí như cái trường hợp tôi báo cáo trước là nó lan xuống cả thùy dưới, nhưng chúng tôi vẫn mổ cắt vào thùy trên hoàn toàn thông thoáng, thì mổ cắt để cạnh ghép nó vào. Nhưng nếu những cái tổn thương như vậy mà ở bên phải thì chắc là cái cuộc mổ mình sẽ phải dừng lại, mình sẽ chuyển sang là giải thích với bệnh nhân và chuyển sang hóa xạ trị. Và thường là đa số là những cắt phẫu thuật sleeve này là phẫu thuật ở những phế quản trung tâm, và không áp dụng cho những cái trường hợp mà tổn thương rộng, và ngoài ra có tổn thương mà có hạch trung thất và có hạch kèm theo xuống phổi chúng tôi không áp dụng. Vâng, xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn rất là chi tiết của bác sĩ Lợi. Như vậy là đối với lại câu hỏi này thì đối với lại các cái trường hợp mà tổn thương u sát rốn phổi thì có lẽ là chúng ta sẽ ưu tiên các cái tổn thương ở bên trái nhiều hơn. Thế và trong câu trả lời của bác sĩ Lợi thì cũng thể hiện một cái ý là đây là một cái phẫu thuật với cái trình độ rất là cao, cho nên là cũng không phải là một cái phẫu thuật được thực hiện một cách routine, mà cần phải thực hiện ở các cái cơ sở chuyên ngành về ngoại khoa ung thư phổi rất là sâu mới có thể thực hiện được các cái phẫu thuật kiểu như thế này ạ. Vâng, một câu hỏi nữa dành cho bác sĩ Lợi, không liên quan đến bài trình bày của bác sĩ Lợi nhưng mà liên quan đến cái giai đoạn sớm hơn cũng về phẫu thuật, là đối với lại các cái trường hợp bệnh nhân ung thư phổi mà giai đoạn 1B là một cái giai đoạn mà các cái nhà nội khoa cũng hết sức cân nhắc trong việc là xét cái điều trị bổ trợ cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Thế và các cái bệnh nhân giai đoạn 1B thì cần phải có các yếu tố nguy cơ thì chúng ta mới xét điều trị bổ trợ. Thế và một trong số các yếu tố nguy cơ đó là xâm lấn lá tạng. Thế thì hiện tại cái vấn đề xâm lấn lá tạng nếu như mà đã được giải phẫu bệnh đọc rõ thì cái vấn đề đấy thì nó rất là rõ rồi. Thế tuy nhiên có rất nhiều các cái trường hợp mà giải phẫu bệnh người ta không đọc, và cái việc xâm lấn lá tạng là hoàn toàn phụ thuộc vào đánh giá của phẫu thuật viên. Thế thì bác sĩ cũng muốn hỏi bác sĩ Lợi về việc là ý kiến của bác sĩ về cái việc đánh giá như thế nào cho nó chính xác để đưa ra được cái điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân ạ. Xin mời anh Lợi. Vâng ạ, cảm ơn quý đồng nghiệp đã đặt ra một câu hỏi cũng rất là thú vị. Thực ra mà nói thì bản thân cái xâm lấn lá tạng hay là co kéo lá tạng là một cái mà đánh giá nó cũng tương đối là khó với phẫu thuật viên. Chủ yếu cái đấy là dựa vào bác sĩ giải phẫu bệnh đọc cái xâm lấn, có xâm lấn lá tạng hay là không xâm lấn lá tạng. Thì thường với phẫu thuật viên thì thường những cái u ở phổi thì đa số là đều co kéo cả. Đều co kéo, tức là co rúm cái mặt lá tạng lại. Co rúm lại thì nếu đánh giá có xâm lấn hay không phải thuộc vi thể. Chứ nó không xâm lấn ra ngoài mà co rúm thì bề mặt rúm thì còn có những cái sùi ra ngoài. Ví dụ như là có sùi, cái nụ sùi mà ở bề mặt lá tạng thì mình khẳng định là xâm lấn lá tạng. Nhưng chỉ co rúm không thì rất là khó. Thế chính vì vậy đâm ra là
chúng tôi vẫn cứ mô tả khi mà cắt cái thùy phổi ra thì bao giờ cũng mô tả là có xâm lấn lát tạng hay là co kéo lát tạng, thì chúng tôi phải nhìn thật kỹ. Còn với một số bác sĩ trẻ là không hiểu thế nào là xâm lấn, nào co kéo, vì thực ra cái xâm lấn ấy nó thể hiện phải có cái sùi, cái nụ sùi ra. Còn nó co kéo thì nó vẫn còn cái bề mặt của lá tạng màng phổi, tức là lá tạng màng phổi là một cái màng rất mỏng, nó bọc các cái nhu mô phổi bên trong, gọi là lá tạng. Thế thì mình phải thấy là nó có cái sùi hoặc có, mình nhìn kỹ, phải soi thật, phải lấy đèn mổ ra soi thì mới đánh giá được. Chứ còn nhìn qua nó rất là khó. Thế còn để mà đánh giá kỹ bằng mặt vi thể thì phải nhờ các nhà giải phẫu bệnh thì mới đánh giá được. Vâng, xin hết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lợi.